chào cả nhà. Hôm nay thì cháu mình đi đi ruộng ngay cả nhà, đi đi hái lá thuốc nam để về uống. Có cô bạn ở Trăng Hoa cổ hay hái lá thuốc nam cho chị em á. Người nào có bệnh thì xin uống về cho nó tốt á cả nhà. Chào cô chủ xe đi cái cô. Hello, xin chào cả nhà. Đây là vừa lái xe mà vừa nhiều chuyện nè. Đó, đang lái. Đây là đi là chị em là cái bằng cô này mình mới được đi chỗ này chỗ kia đó cả nhà, chứ thôi thật sự là mình không có biết lái xe, không mà mình cũng không có xe nữa. Nói cho nghe, nhà có xe con đi làm tài xế mà không không lương, không lương mà không tài xế, không lương mà phải bắt không đầu lương mà được công đức nữa. Đây chào cô cháu làm sao nè Nhi, chào cả nhà, chào khán giả nghe, chào khán giả của đài chị Tám về cuộc sống Đại Việt nghe. Đây là nói về cuộc sống của chị em ở Đài Loan nha. Mong cả nhà ủng hộ chương trình của mình ha. Nếu cả nhà thấy cuộc chia sẻ của mình hay thì cho mình đăng ký một like share. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình đang trên đường đi cả nhà ơi. Càng lúc càng chuyên nghiệp ha. Về quê lấy bắp cải nha các nhà ơi. Đây ở dưới quê quá trời rau cải luôn, người ta cho nè. Cái tốt thì nhà vườn ta bán hết rồi, cái này còn lại ấy vậy cho cô Việt Nam, cô Việt Nam cũng cho chùa cho chị em Việt Nam để chia ăn. Mình ở Đại Trung mình đi xuống đây Trăng Hoa nha các nhà. Về quê không chỉnh đồng quê rất là thanh tịnh. Có một ruộng bắp cải đằng xa xa đó, người ta trồng rồi người ta chặt hết rồi đó các nhà. Vui hết rồi cả nhà ơi. Trước kiều nè. Cẩn thận cái ta. Đừng la nữa, nó rung nó rung. Trước kiều rồi nè. Để vô rập. Chắc sống chỗ. Em là đùa. Cả nhà ơi, đi hái rau cả nhà ơi. Có trồng bông hoa gì không? Hoa 10 giờ đủ thứ hoa kìa, lại đó quay. Của chị trồng không đó. Muốn trồng gì cho hết. Hay rau này rau thiên nhiên không có thuốc đó chị. Không có thuốc. Không có thuốc đó. Trời ơi, sang chợ nó bán rau già cuốn hả mợ. Này non lắm chị. Rau này non chị cắt hết này. Ăn gì chị cũng thích ăn rau lan luộc cũng được. Này có cái rau gì vậy? Thì bữa cái mình làm gì đó không? Cái này luộc lên đó chị. Luộc. Khả năng đó xin bên trên đó giờ mới nào tao gì. Này xin khai sơ cô xin đáp bên. À này khai cô xin đáp bên tỉnh sơ cô xin. Ha. Này thiện cái mèo na lì cho họ lên. Qua bên kia cắt gì? Qua đây à? Đây nè nào. Bên đây chưa cắt. Cái đột này cũng chị dở đầu lên á. Chị dở đầu lên với chị cắt nha. Wow, cũng giỏi lắm chứ. Không làm ruộng, không làm sao làm cũng được lắm rồi. Học nhanh lắm à. Mấy mốt chị làm là chị. Chị đúng ở đây, chị mở ở đây với em là thôi rồi. Quay gì dài lắm không chị? Để gần lát mình quay cái nữa. Tắt đi. Rồi mình quay chút, bây giờ quay hoài cảnh. Tắt ở đâu chị? Em gái đồng quê đi cắt rau mà la dễ sợ không à. Cắt rau làm quen cái sẹt 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 của mình
Trời ơi, nó đây cái này Kiều cũng có sức khỏe nha, không không vậy chứ mỏi lưng chết nè Kiều. Trời ơi, nguyên ngày đó 24/24 ở ngoài ruộng mà chị. Ngoài ruộng làm thuốc nam. Nhìn mà ai biết ruộng đâu, trời ơi, tắng tóc rồi, tắng bươi, tắng tóc rồi trời. Không phải. Tại vì em con trời chắc không Phật. Ai nói làm ruộng đâu, nhìn cái nè, happy veo la dễ sợ. Vậy mà ruộng đi cấy đi cày. Nhưng mà không thấy đen đúa, người ta thường thường làm ruộng là nó sao phải đen hè. Cây đó hình như cây gì em? Dâu tầm ăn á chị. Dâu hả? Sáng mắt á, dù mà ai mà không mắt đau á. Ê, lúc này có dâu tầm ăn không? Bên kia có mà không biết còn không. Có không có thì hái dâu tầm ăn này. Em biết qua coi nó chín hết chưa? Đi qua hái dâu tầm quay 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 phim này. Bên đây là ruộng nè. Người ta đang ruộng lúa đang xanh rờn cái nha. Còn bên đây người ta trồng bắp cải, thu hoạch rồi nha cả nhà ha. Còn cái ruộng, còn cỏ không, giờ vài bữa người ta làm ruộng. Qua đồng cỏ nội nha cả nhà. Qua thiên nhiên mọc cái nè. Đẹp không cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Một bên là ruộng lúa xanh rờn, một bên thì cái bông, một đám hoa thiên nhiên. Ôi trời ơi, Đâu có nón đẹp vậy? À, chưa nha. Không có chùa ông cụ cho. Nó có kết hoa thấy ghét không? Chuẩn bị đám cưới cô dâu Chuẩn bị rước cô dâu á. Trời ơi. Tao muốn mua. Đi đi chút ngoài kia. Mà tao không dám hái, tao đi ra đường tao hái mà tao sợ có không đâu có thôi hái mớ chứ đi mớ về làm lá hết có địch ta. Ủa nó này nó có địch hả? Ủa sao khác cái nó địch kia? Nó kia lá mơ lông. Cái lá có lông là không phải, cái này mới lấy thuốc địch mình nè. Cái này thuốc địch nè. Cái này cái gì? Ừ, thuốc địch. Trời ơi, mày kéo nghe cái mùi nó không? Mùi lá thuốc địch rõ ràng luôn nè, đúng rồi đó. Đây là bị ăn ơi. Rồi về làm bánh lá thuốc địch ăn nè. Ủa cái này là làm bánh lá thuốc địch hả? Chứ không phải là bánh tím nữa vậy hả? Nhưng mà ai mà bị phổi á là lấy cái này nấu nước uống. Rồi được rồi, cũ hiểu rồi, kỳ quay. Cái này về nấu nước uống luôn nha. Về quê là nấu lá thuốc địch. Ừ, nấu nước lá thuốc địch uống như chị về đường cũ. Ừ. Nó bị ung thư phổi rồi, tao uống này là nó dị đó. Ồ, lá thuốc thịt đi về kiếm lá thuốc thịt về làm bánh ăn cả nhà ơi. Quay lại ba đứa. Tám vô ta. Đó thuốc nam đó, thuốc nam miễn phí trong đồng đó. Thuốc nam miễn phí trong đồng đó, ai rảnh chạy về đây đi mày. Quay chị đó, tội nghiệp chị quá. Bữa nay là đi nguyên ngày đó phải không? Đâu mà đậu xe đâu được chị. Ôi, đi móc rau, đi móc rau cả nhà ơi. Bắp cải. Đi mua, đi lượm cải ngồng. Cái ngồng của bắp cải nó non, nó ăn nó ngon lắm cả nhà. Người ta thu hoạch hết mà năm nay bắp cải rẻ quá cái nè ta. Túi người ta bỏ. Nghiệp năm nay người trồng nó không có thu hoạch được. Trúng mùa nó bị hư nhiều rồi đó. Rau rẻ quá đến nỗi người ta bỏ để làm phân cho ruộng luôn à. Vài bữa là ta này ta xuống ruộng ta làm ruộng. Nè cái ngọng cái bắp cải nhỏ nhỏ gì mà nó ngọt lắm cái nhà ngon cái nè. Một ruộng người ta trồng hành nè cái nhà, hành lá nè đó. Hành. Hành lá men cái nhà. Bên này hành lá nó bự cộng lắm cái nhà. Này nó còn nhỏ đó. Mẹ cầm hành nè cả nhà. Em muốn quay trực tiếp mà nãy giờ em kiếm cái trực tiếp của em quay không được. Ba cải bắp cải chị ơi. Nhưng mà cái ngọng nó ngọt. Nếu mà ở trên nó có cái bông mới mới là đúng của nó. Ừ. Nhiều lắm mà. Ở dưới nữa chị, nó ở dưới ngang nha. Mình cắt cái bông cải rồi nó mọc cái nhí nhí ra đó chị. Ừ, đó cái này là kêu bằng cải ngọng đó chị. Cải này ăn nó ngọt hơn bắp cải nữa. Nó non nó ngọt. Ừ, cái bông nó sờ ngon nha. Ừ đúng rồi. Trời ơi cái nón của chết mẹ rồi. Âu đó tâm tình lắm con. ai mà như vậy không, cái nón đậu lên đậu không đợi đi lên đi lên đi dọc xuống rồi chảnh là lên xe lấy cái bịch đi đựng đi Nhi đi lấy bọc đi, Nhi dựng cái điện thoại cái nón là đựng lộn nón xe lộn nón luôn chơi hết hết đám luôn hết đám lấy nón là đựng cái chân mày ơi.
đi đó nó đi hái rau mà không chịu lấy bịch, nên xách cái bịch xuống để giờ lấy nón rồi. Thấy không? Để tắm lại tắm cắt cho con đi, con bẻ thế này nè, tắm cắt cho tắm. Cái ngồng cải nè, cái ngồng tắm cắt đi cắt. Cái ngồng cải nè, phải lặt ra trước đi. Lặt ra mấy mình mới cắt được. Đó, nó nguyên cái đó, trong ngồng. Cái ngồng cải này ăn nó ngọt hơn bắp cải. Không mà nó giòn. Đó, nhổ xả, nhổ xả nè con nha. Đó, xả nó dài đặn ăn hết không? Trời ơi mình. Không lẽ giờ kêu ấy tao đem về thành phố tao bán cho mày kiều thiệt á. Xuống đây lại xuống đây cắt. Quá trời luôn. Chị kêu ơi, em làm thuốc nam hết mà. Trời ơi chảnh. Thuốc nam đúng rồi. Thuốc nam tại vì em trồng số lượng nhiều á, thuốc nam mà ai. Trời ơi lấy. Rồi ấy đi chút mình bẻ lại chút mình gọc ra. Ấy dao hồi nãy có đem xuống không cưng? Ờ chị cầm đó. Nó cầm đó. Họ gọc lá bỏ đi. Nó lấy kiếm trên xe cắn chết. Vũ vũ nè. Quá nhổ hết bụi này biết nhiêu xả tiền. Đây bán tiền không ạ? À? Tiền không đó. Sao em không bán bớt đi? Thôi, không thiếu tiền mà. Tiền thiếu tiền tháng con nó bằng mấy trăm ngàn à. Con dạy tiếng đồng hồ có mấy ngàn đồng. Cho hết bụi đó. Làm gì? Chừng nào hết lấy ra nữa. Con dạy tiếng Anh ở trên học nên học phải tắt vậy. Về quê thấy cái gì cũng mê cả nhà ơi. Trời ơi bà con ơi mê lắm. Đó, lá dứa ơi. Lá dứa mà nó nóng quá nóng. Mê quá trời mê. Mấy nhà nó chị tiểu đường rất là hay nha. Mát lắm. Chị nấu à. Đường 200 mấy. Thôi tiểu đường con rễ thác. Đóng là để chị nấu nước xăm đó. Tiểu đường là nấu nam á là 7 lá dứa. 7 lá thôi nha. 7 cái cốc. Nữ 9 trái là uống đường giảng còn chừng 130 thôi. Trời chị Kiều ơi chút em cắt mớ ra. Nhỏ nhỏ cho mớ đi về đi. Quá trời đâu về nãy ngoài. Ủa chị Kiều cắt vậy là nó lên luôn. Ở nhà chị hay. Trời ơi chị mua về chị nấu nước xăm gì á, chị nấu nước xăm uống nó tốt lắm. Rinh vài cây về em gặm em kiếm chỗ em gặm nè. Mốt có ăn coi. Cái nào quê gì cũng hốt lên hết là. Ở thành phố mua. Mua tiền không à về đây cổ cho không chị à. Chị ơi em đang ở chỗ chị Kiều nè chị ơi. Trời ơi bà chị em ơi chị Kiều lắm. Trời ơi xả đây trồng cho không á cả nhà rồi mà còn kêu. Về thành phố nè. Nè ớt nè. Vài tháng nó xuống là ớt nhấp hết trơn nè. Trời nó cho không á, hái ăn mà mê luôn, mấy ký luôn. Thấy mê cả nhà ơi. Tiểu đường. Cây đu đủ lùn xịt luôn. Gốc nó bự vậy hả chị? Trời, trời bông. Cái này nè cây gì? Hủ qua hả? Ủa chị đừng có làm dành, đừng dành làm với em, để em làm. Hủ qua hả? Đưa chị quay đi. Làm mà cũng dành giật với nhau nữa kìa. Em không có trồng bắp xuống hái ăn. Đi ra đồng ruộng mênh mông rồi cả nhà. Mê rồi về nón chị dọc ở đâu chị không biết nón chị dọc đâu luôn đó nhỉ. Rồi bây giờ chị có cắt khu qua không? Cắt để chị đang quay phim. Từ. Chị tắm qua đang quay phim cắt khu ngót này. Rồi. Nè. Kìa. Wow, bù ngót rồi cả nhà. Đó. Rau cải mênh mông là về đây là cho không á cả nhà ơi. Cô Việt Nam này tốt lắm, cô trồng rồi cô làm từ thiện rồi cô làm thuốc nam rồi cô trồng rau chứ cho người Việt Nam ăn á, chị em là có xe là chạy xuống tới đây là bắt đầu chỉ đi hái nè. Hái cho nãy giờ mình mấy xe nè, xe nhát đầy lắm. Cô hái lá thuốc nam rồi cô cho mình luôn á cả nhà. Đó. Rồi bù ngót đó bây giờ đang hái bù ngót đó nha. Trời ơi bù ngót mình mua cũng mắc lắm đó nha. Như để đi hồi gì gom gì ghét. Trời ơi cái gốc kia qua rừng nó bự vậy đó hả chị Kiều? Đó, xả nè cô trồng nhiều mà cô cắt cô nhỏ nãy cô nhỏ trong đống xả đặng kìa. Mình mua ở thành phố là 20 đồng, 25 đồng á. Một bó có mấy nhánh nè cả nhà. Ở đây là có cho không? Nè, cả nhà nhìn thấy không? À, ngót, non dễ sợ cả nhà. Đó, nó mê cả nhà. Non nước luôn, không phân, không thuốc luôn nha cả nhà. Đó, xả quá trời xả luôn nè. Cổ không bán cả nhà, chứ không phải là cô không biết bán nha. Bán kiếm tiền nhưng mà tại vì cô không có thiếu tiền. Đại gia, ở đây là đại gia của Si Hữu ấy. Tình nghĩa, sống tình nghĩa chị em là ăn cho lại còn ha. Cho còn bán hết ha, hết tình hết nghĩa ha. Đúng rồi, cái nhà ơi đẹp lắm. Vừa vui mà cho chị em vui vẻ. Dạ, đúng rồi. Đó, có tình nghĩa bởi chị em ai ở đâu từ Đài Bắc, Đài Nam gì ta chạy lên ta kiếm. Đó, bên đây tụi mình là ở đây là chung nè, nay đi lên đây để. Trời ơi, trái hủ qua quá trời luôn rụng nè. Em lấy gì em kho thịt. Trời ơi, bù ngót nè đó, về là mình mua một nhóm một ngót vậy ha là cá cha cá 50-60 đồng một nhóm như cổ mới cắt nó là 50-60 đồng một ngót rồi đó. Đó mà cô cắt cô cho mình ăn không ấy cả nhà. Đó nè rau cắt
đem về chùa cho ở chùa đâu nữa. Ừ. Chùa người ta không biết ăn rau này em. Chùa Việt Nam á. Ừ, chùa Việt Nam mình biết. Chùa Việt Nam á, mà ai có thể là Việt Nam cho người ta mừng vui lắm, ngự lắm, lắm ăn. Người ta ăn, ta nấu canh. Cái này bỏ rau dền, hồi nãy rau dền em cho đi ha. Rồi rau dền, kéo dài trái mướp nó vô là nấu canh tập tàng, ăn ngon lắm. Ừ. Chị nhà còn trái mướp này, chị về chị nấu với miếng rau dền đó, đó là xanh được nồi canh này đó. Rau nắp cá nữa kìa, chị vô quay rau cá cho mọi người. Đó. Còn ở đào phải mì cái nhà ơi. Phải mì không có lấy cái gì ở đào hết trơn á. Vậy sao làm sao? Em vô em khuỷu, em vô em khuỷu. Tắm quay cho con. Hỏi đó ăn gì cái ấy à. Phải mì, phải mì. Trời ơi, người Bắc người ta chi mua hái đổ của chị ăn hết trơn. Đó con vậy đúng không? Ừ, chị thấy non non chị lật cái kiểu. Cái ông ăn được không? Thì đúng được à. Sắc nhí giống như có cái loại rau dền. Mì nó lòi cũ lên luôn à. Bỏ không có cái đậu đào. Ăn đắng ăn ngọt. Đậu con dâu kia đâu rồi Mỹ? Đây nè chị. Vương dâu đó chị. Nhi ơi, dạ. Em có ăn qua chưa? Em thấy mọi người ăn nhưng lò cũ lên đó, lò phai mì đó, cái mì. Ăn sống đó. Ôi, tủ phai mì cả nhà ơi. Mọi người ăn sống người ta chấm đồ nha. Đó, phai mì, phai mì. Rồi xuống lần chị kêu quá sợ luôn mấy đứa này nó không đi xuống phải đậu chứ em không xuống mình thôi xuống phải đậu chứ. Chị bệnh nữa chị. Bệnh, chị bệnh nữa hả? Trời ơi, từ ngày đó giờ nó mới được nhổ phải mì lần đầu tiên. Mê quá tắm ăn. Mê quá trời. Đó, nó nhổ, cũ nó nằm kìa. Nó nằm ở ngoài, chạy ra ngoài luôn đó. Thấy mê. Bà kêu bà trồng cái gì nó cũng lên hết trơn. Ừ, có tai dễ sợ luôn á. Đó, đó, đó. Đó, lên nguyên gốc luôn đó. Thấy mê cả nhà. Ồ, cực khổ. Sợ tôi nghe cô chủ. Thì... cho mà phải nhổ cực khổ. Tại vì chị quá tốt. À, quá tốt. Đó, phai kìa, thấy mê. Rồi. Cái chân chị tám ơi, chị lấy hai. Củ mì nó lòi lên luôn cả nhà. Trời ơi, chị kêu có chồng đâu. Nó mẹ ơi, trai. Cô này có tay lắm, cô chèm cái ghim cái gì là có cái này ghim. Trời ơi, có cái kìa tắm. Ồ, đây nữa nè tắm. Ồ, ôi. Đây nè, đây nè. Ồ, ôi. Đừng có đào, đừng có đào. Có thịt nó lên. Ồ, ôi. Mà chết đi. Hai nó lòi lên. Ôi ôi. Ui. Ui. Tắm cắt trái hai trái thôi, chừa vài trái cho con cắt. Rồi. Rồi. Đó. Cái... đó, cắt cà cũng ham mê nữa kìa. Đúng là cái thành phố vừa quê. Đây nè, qua đây cắt nữa nè, qua đây nữa. Đây còn cái. Mê quá đi thôi. Đó, cắt đi. Đó có cây cỏ mực nữa, cỏ mực là nhiễm nhưng mà thận yếu, thận hư là uống tốt lắm á. Chừng cái dao nó nghe. Không phải dao nhưng mà hình như nó có ra nó đâm cái okay. Rồi. Ô chị tắt chị. Rồi. Cắn vô là khỏi khát nước luôn rồi đó. Đúng rồi. Đang khát nước à. Rồi đang khát nước. Đây lột ra nó lên ra nó luôn. Nổ lên. Cạy lên. Ừ, đó, mạnh lên rồi. Đấy. Đúng là dân. Không có dân chim đây này nha. Không đứt. Trời con bẻ cái đầu không đứt chị kêu bật lật cái gụm gặt cái gụm rặt cái gụm. Ừ. Ai à. Ai à. Wow. Rồi. Rửa sao sáng rồi. Rửa cái mình ăn luôn. Này đây. Qua đây cho ông kiểm lại. Ở đây là tại không chị, ý vô mà. Trồng bằng cái gì chị? Hả? Củ sắn này trồng bằng cái gì? Trồng bằng hột. Em có trồng không? Không, ở đâu cho em thử coi. Em đi lấy hột đi. Lấy hột ở đâu lấy? Nhóc cây à? Nè, lên hột nhóc cây đó. Vậy đó hả? Ừ. Trồng hột chứ không phải trồng dây à? Để, ôi trời ơi, để em đi lấy đồ móc đó. Em đi mẹ cười ơi. Ai ơi, củ sắn à. Cái củ non này nhỏ ngon nè, củ này nè. Đó. Thì nó cuốt à. Ờ, cái này mà đổ bánh xèo thôi. Yeah. Củ bự luôn. Đây củ bự quá trời. Trời ơi, củ bự quá trời luôn. Củ bự mà nó hư rồi. Hư rồi hả? Mấy? Dạ. Đây đó. Củ này ăn được. Dục qua đó, dục qua đó, dục qua đó. Ai nói này là gái thành phố đó. Thôi, à, nhỏ quá. À, được rồi kìa. Đứng về củ ngồi ăn cho nó mát. Quá, củ này quá bự luôn Mỹ ơi. Chị kêu ở đây nè, chị kêu. Rồi, củ này về xào hả Mỹ? Chị kêu ở đây nè, chị kêu. Củ bự quá trời bự. Hư hả? Dạ hả chị kêu? Sơ không chị kêu? Dạ hả chị dạ, kêu? Rồi, dạ rồi, dạ. Nóng ở chân dưới á. Đi ruộng khát nước đó nha. Đào củ sắn nè. Củ đẹp mày ủ không? Ừ.
khát nước ở ngoài đường sống á. Nghe nước lọt cũng sắn rồi. Mình nói cho cả nhà nghe, chị quay đi nói cho chị nha, cả nhà chân chân á mà đánh giặc á mà không có đồ ăn á, quay quận Mỹ Kiều ở. Có lỗ cống ở dưới mình ngồi đó, mình đào cái mì lên đó mình ăn. Đúng à. Nó không đánh tới mình. Mà mốt cái gì mà đại chung ấy bị cái gì chạy đây xuống quận. Xuống đây có chỗ ở luôn anh, chị có lỗ cống chà bá luôn, em chuẩn bị rồi, em nói hai đứa con mẹ chuẩn bị xong rồi, ăn củ mì, ăn rau sống rồi, xong sống qua ngày. Tụi bay chiến tranh kệ tụi bay, tao trốn ở đây. Ở đây mấy cái tường vững chắc nữa nè. Ở chỗ. Ai mày mốt cái gì tụi tao kéo đây. Chuẩn bị. Nó bay trước à. Nghe nó. Ngọt quậy nó ra quậy em trước. Ở Đài Loan mà bả được như vậy đó hả? Kêu 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 em chào. Hello cả nhà, cả đi kêu kêu. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc nha. Đó. Em nào á mà muốn cần tốt cho sức khỏe này, từng uống 2 lần là biến, uống 2 lần 3 lần được rồi. Là ba cây xả này đập dập ra, xong ba tép gừng, củ gừng mà củ giò cái mình được rồi. Rồi xong đó mình nấu nước, mình nặn chanh vô uống với mật ong rất là tuyệt vời luôn, sức khỏe tốt. À, nó lọc gan lọc phổi đó. Nè, tô cắt xả này ngớ cái mặt lên cái coi. Còn đây cái này em nói cho nghe. Còn nếu ba củ xả này với là cây sương khỉ chừng 20g thôi, một lá đu đủ đực. Là nếu mà chị về ung thư đó, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Thật sự Mỹ Kiều nói là tại vì Mỹ Kiều không có cần cái câu like câu gì hết trơn á, là nói cho mọi người uống cho tốt cho sức khỏe chị về ung thư. Các loại ung thư chị được hết nha. Không, lá xả này trị ung thư hay lắm á. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi video mình xin kết thúc ở đây cả nhà, tạm biệt cả nhà, hẹn đi đâu xăng và chị em mình lạc xã xong rồi mình đi về. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem video của mình. Nếu cả nhà cảm thấy chia sẻ cuộc sống này hay thì cho mình đăng ký một like share nhé. Cảm ơn.